cái sự mới có thể thấy được cái vô ngã của sắc. Bài kinh này Đức Phật dạy là sắc là vô ngã, nhưng mà mình không có phân biệt chi tiết được thế này thì lại không thấy được cái sự vô ngã của sắc. Không thấy được vô ngã của sắc thì không có đoạn trừ được tham ái chấp thủ về sắc, thì không có chứng đắc được niết bàn. Nhưng mà khi mà đắc thiền rồi thì nó rất là dễ. Mình chưa đắc thiền thì mình thấy nó khó. Khi có định rồi thì quan sát này nó không có khó. Làm thế nào để thấy được màu mùi vị và dưỡng chất của sắc? Màu của sắc phân biệt tứ đại ở trên thân cho đến khi đắc cận hạnh định rồi phân biệt tứ đại trên các căn, cho đến khi thấy được tổng hợp sắc, rồi tạm ý nhìn vào màu của một nhóm sắc sẽ thấy màu nhận cả với nhận tỉ sắc, đó là màu tỉ sắc. Thế là cái lúc đấy mình đưa tâm lên trên con mắt để mình phân biệt tứ đại đất nước rồi đó đấy, rồi mình cho cái nhãn tịnh sắc cái nó nhìn vào cái màu của cái hạt sắc khác, mình sẽ thấy nó có cái sự tác động giữa cái nhãn tịnh sắc, cái nó tác động với cái màu sắc, thì cái tâm của mình nó thấy được các màu sắc, cái nhãn thức của mình nó thấy được màu sắc. Mỗi khi mình nhìn bất cứ một cái cảnh vật gì nó cũng có cái màu sắc, nhất là bây giờ mình nhìn thấy một cái cảnh vật gì đó nó mới lạ, nó mới gây cái chấn động với cái tâm của mình. Mình nhìn một cách chăm chú thì đấy là do cái sắc nó tác động vào cái màu, nó tác động vào cái nhãn tịnh sắc. Tác ý ngửi thì mình thấy được mùi của sắc, tác ý nếm vị thì thấy được vị, thì thấy được vị nó nhạy cảm với thiệt tịnh sắc. Tác ý đến dưỡng chất là chất nuôi dưỡng sắc, được sinh ra từ vật thực, khi tác động với nhiệt tiêu nó tạo ra sắc vật thực nuôi dưỡng tất cả các loại sắc. Qua cho biết tí. Làm sao để thấy được sắc mạng căn? Sắc mạng căn ở nói sắc do nghiệp sinh. Cứ cái sắc này do nghiệp sinh thì nó có sắc mạng căn. Sắc mạng căn là nó có cái tính linh hoạt, nó có cái phật sự, nó hỗ trợ và duy trì sự sống của các cái sắc đó. Sắc với tâm thì cái gì nó linh hoạt hơn? Tâm nó sẽ linh hoạt hơn. Vậy sắc với tâm thì cái gì nó sống lâu hơn? Sắc nó sống lâu hơn. Thế bây giờ sắc nó sẽ sống lâu hơn tâm. Tâm của mình nó sinh lên rất nhanh và nó diệt đi rất là nhanh. Và cái tốc độ sinh diệt của sắc với của tâm là nó chênh nhau 17 lần. Tức là 17 lần tâm sinh lên diệt đi 17 lần thì sắc mới sinh lên diệt đi có 1 lần. Đấy, tức là sắc nó sinh lên rồi nó tồn tại một chút chút, rồi sau đó nó mới già đi một chút chút, rồi sau đó nó mới chết. Đấy, và nó chấm dứt, nó trải qua bốn giai đoạn như vậy: sinh, trụ, dị, diệt. Đấy là sắc, cái sắc thân mình ấy, nó bốn giai đoạn. Nhưng mà cái tâm ấy thì nó chỉ có sinh lên, nó trụ rồi nó diệt luôn chứ nó không già. Có ai thấy tâm già không? Đấy, cho nên là cái tâm nó không có cần phải cái que cái giai đoạn già nữa, mà nó chỉ sinh lên rồi nó trú một tí rồi nó diệt đi, rồi nó chết đi xong, rồi nó lại sinh lên cái tâm khác, rồi nó an trú ở cái tâm ấy được một tí rồi nó lại chết đi, vậy là xong. Còn cái sắc thì nó lại có cái giai đoạn là già già rồi nó mới chết. Cho nên là sắc nó sống lâu hơn tâm, nó sống lâu gấp 17 lần tâm. Làm thế nào để thấy được sắc tánh? Có hai loại sắc: sắc trong suốt và sắc mờ. Sắc tánh thuộc sắc mờ, nếu sắc tánh nam thì có tánh mạnh mẽ, nếu là tánh sắc tánh nữ thì có tính mềm mại dịu dàng. Tại sao mà người nam thì luôn luôn mạnh mẽ thích đánh nhau, là người nữ thì tại sao lại luôn luôn dịu dàng? Thì đây là nó là do cái sắc tánh. Sắc tánh là cái lúc bắt đầu đi tục sinh ấy, nó đã có cái, nó đã phân biệt ra hai cái loại tánh này rồi, có tánh nam, cho nên là người nam nó khác, người nữ khác, vì cái tánh, cái sắc tánh nó khác. Làm thế nào thấy được nhãn tịnh sắc và thấy được các sắc thần kinh khác, nhĩ tị thiệt thân? Nhãn tịnh sắc nhạy cảm với màu, này rồi thì nhỉ? Nhĩ tịnh sắc nhạy cảm với âm thanh, tị tịnh sắc nhạy cảm với mùi, thiệt tịnh sắc nhạy cảm với vị, thân tịnh sắc nhạy cảm với xúc chạm, thì cho tác động vào các đặc tính. Thế là do mình
có mỗi một thứ nó có cái sự tác động tương tác với các cái sắc này, mà mình biết được các cái sắc đấy. Khi nào phân biệt thì biết làm thế nào thấy được sắc trái tim, phân biệt tứ đại ở trái tim, phân biệt thân tịnh sắc ở trái tim, phân biệt sắc tánh ở trái tim, hướng tâm sâu xuống bên dưới nơi an trú của tâm hữu phần, sẽ thấy sắc trái tim nổi trội, sắc trái tim thuộc sắc mờ. Sắc trái tim ấy thì nó nằm ở trong giữa quả tim. Giữa quả tim mình nó có một cái, nó có một cái, nó có một cái lỗ hổng nó rất là nhỏ, và trong cái lỗ hổng ở giữa quả tim đấy thì nó chứa một cái nhúm máu, nó chỉ bằng một cái giọt máu rất là ít thôi. Và cái nhúm máu đấy thì là cái sắc trái tim nó nằm ở trong đó. Sắc trái tim thì cái nơi đấy nó là cái nơi an trú của tâm, của ý thức. Thì mình có 6 cái sắc thần kinh mắt. Ở cái sắc thần kinh mắt thì là nhãn thức nó an trú ở đấy, tức là cái tâm nhãn thức nó an trú ở sắc thần kinh mắt. Ở tai thì kiểu cái sắc thần kinh tai nó có nhĩ thức, ở sắc mũi thì nó có tị thức, ở lưỡi nó có thiệt thức, ở thân thì nó có thân thức. Còn ý thức thì nó an trú ở cái nhóm máu ở trong giữa trái tim. Và lúc đấy mình, trong cái lúc mình phân biệt được sắc rồi, sau này mình mới phân biệt được tâm. Và lúc đấy mình mới hiểu ra được thế nào là thân, thế nào là tâm. Và lúc đấy nó mới dứt được cái tà kiến về thân này là một khối. Tức là bây giờ mình chỉ nghĩ là mình có một cái, cả một cái xác thân này, nó có một cái khối này, khối thân này. Nhưng mà khi mà phân biệt ra cái sắc này, như là mình chia trẻ ra rồi, mình mới thấy nó không còn là khối nữa. Không có cái gì nó có nguyên khối của nó cả. Mà bên trong đó là những cái thành phần, những cái hạt vật chất rất là nhỏ bé, nó kết hợp với nhau, nó tạo thành cái xác thân này. Chứ nó không phải là một cái khối thân này. Và nó mất đi cái tưởng về khối. Nếu một người phân biệt được tứ đại, tổng hợp 28 loại sắc lại nè. 28 loại sắc bao gồm có 4 đại chủng: đất, nước, lửa, gió. 4 sắc này nhé, 4 cảnh sắc, màu, thanh, hương, vị. 8 sắc này, 5 sắc thần kinh, nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, tịnh sắc. Đây là 5 sắc thần kinh: sắc vật thực, sắc mạng căn, sắc trái tim, sắc tánh nam, sắc tánh nữ. 5 sắc, 5 cộng 5 bằng 10, 10 cộng 8 là 18 sắc. Còn 10 sắc gì nữa là thành 28. 10 cái sắc mà nó không có cụ thể rõ ràng là tâm sinh. 10 sắc không thực này. Sắc hư không. Hư không tức là giữa các cái sắc nó có cái khoảng trống. Các cái nhóm sắc khác nhau nó có cái ranh giới, gọi là sắc giao giới, có cái ranh giới khác nhau, cho nên gọi là sắc hư không. Thân biểu chi là những cử chỉ ở trên thân, khẩu biểu chi là sắc, đấy là cái lời nói. Sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Sắc khinh là cái lúc cái thân của mình nó nhẹ nhàng, cái lúc, bởi vì có những cái lúc mà cái sắc thân của mình nó nhẹ nhàng, cho nên là có những lúc có người mình có thể bay lên cao, nhảy khỏi mặt đất ấy. Sắc nhu là có lúc cái thân thể mình nó mềm mại. Sắc thích nghiệp là cái sắc nó dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện. Sắc sinh là cái sắc liên tục sinh, sinh ra, sắc diễn tiến là nó, sắc nó tiếp tục duy trì, rồi nó già là sắc dị, và nó chết là gọi là sắc diệt. 10 sắc cộng 18 sắc bằng 28 loại sắc. Thì khi mà một người nào phân biệt tứ đại thì nó sẽ phân biệt 28 loại sắc này. Thì lúc đấy mình mới là cái người thấy được sắc. Còn bây giờ mình có thấy được sắc không? Mình có thấy bằng mắt. Bây giờ mình có thể mình thấy sắc nhưng mà thấy bằng mắt thì cái mình thấy nó không có, nó có được rõ ràng và đầy đủ. Mình thấy cái đấy nó chỉ là cái tưởng. Ví dụ mình thấy bằng mắt thì mình chỉ tưởng, nó chỉ là gọi là cái tưởng mà thôi. Mình thấy đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây người già, đây người trẻ, đây người cao thấp mập gầy, thì cái đấy nó chỉ là cái tưởng. Trong cái tưởng thì nó có cái sự so đo khác nhau. Còn khi mà mình quan sát và mình thấy được các cái sắc như được diễn tả đây thì lúc đấy mình mới gọi là tuệ chi sắc.
tuệ chi sắc, tuệ chi sắc tập khởi, tuệ chi sắc đoạn diệt và tuệ chi con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Làm thế nào để thấy được các nhân sinh ra sắc nữa? Thấy sắc và thấy sắc tập khởi, tập khởi có nghĩa là thấy sắc, đồng thời phải thấy được các cái nhân sinh ra sắc. Chứ mình chỉ thấy cái quả mà mình không thấy nhân thì mình vẫn không giác ngộ. Nó giống như là bây giờ một cái người ở thế gian ấy, người ta thấy là của cái người này giàu có và cái người ông này ông hay cúng bái, bây giờ mình bắt trước mình đi cúng bái như ông thì mai mình được giàu có. Đấy là mình thấy quả, mình không thấy nhân. Mình tưởng là cái ai giống ai, mỗi người người ta có một cái nhân khác nhau, cho nên mình cứ đi bắt trước người khác, nhưng mà mình gieo cái nhân nó không giống người ta, làm sao bây giờ mình bắt trước được người ta. Nên còn cái người mà giác ngộ thì phải thấy quả, nhưng mà phải thấy được cả nhân nữa. Sắc công nghiệp sinh thì có nhân từ hành động trong quá khứ. Tức là bây giờ mình phải quan sát từ cái nhân mà nó sinh ra cái sắc này ở cái thuở ban đầu, cái lúc bắt đầu đi tục sinh. Tại sao mình có cái thân này? Bây giờ mình tác ý tại sao mình có cái sắc thân này? Và lúc đấy mình có thể nương vào cái phiền não luôn. Mình phân biệt cái sắc trái tim, mình đi ngược về quá khứ. Từ quá khứ gần cho đến quá khứ xa. Bây giờ tưởng lại một ngày trước, một tuần, một tháng trước, rồi một năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, để cho đến khi nào mình thấy được cái lúc mà mình còn đang ở trong bụng mẹ. Bây giờ mình thường thường mình nhớ được về quá khứ lâu lâu, đến mức tối đa nhất là mình nhớ được đến lúc mình mấy tuổi. Cái mà ký ức mà mình nhớ được mà lâu nhất ấy, mà nhớ được đến lúc mấy tuổi? 3 tuổi không? 4 tuổi còn nhớ không? 1 tuổi còn nhớ không? Nhưng mà nếu mà cái người nào mà có được cái sự hỗ trợ của thiền ấy, thì trong thiền mình sẽ nhớ được cả cái lúc mình bắt đầu ở trong còn trong bụng mẹ cơ. Nhớ được luôn cả cái lúc đấy. Và cái người mà nương vào cái sắc trái tim, nương vào cái phiền não luôn, thì cái người đó sẽ nhớ được cái thời điểm bắt đầu đi tái sinh, bắt đầu đầu thai. Và lúc ấy mình thấy được cái lúc mà mình còn ở trong bụng mẹ thì nó có cái tâm tục sinh với cái sắc tục sinh. Và lúc đấy mình mới tác ý rằng là có cái nhân duyên gì mà ta có cái danh sắc này, thì lúc đấy cái tâm nó sẽ đi xuyên về cái kiếp trước luôn. Và lúc ấy mình sẽ thấy được cái thời điểm mà mình chết ở kiếp trước. Và lúc đấy nếu mà ở kiếp trước ấy, mình là cái người ấy, thì lúc ấy nó sẽ có cái sắc thân nó hiện ra. Còn nếu kiếp trước mình mà là chư thiên thì lúc đấy nó có cái hình ảnh chư thiên hiện ra. Kiếp trước mình là một cái con vật gì đó thì bây giờ là cái con vật này nó hiện ra, cái hình ảnh này nó hiện ra. Và cái nghiệp cận tử mà cái lúc mà mình chết ấy, là mình bắt vào cái nghiệp gì thì lúc đấy cái nghiệp này nó hiện ra. Cái lúc mình chết ấy là cái tâm mình nó sẽ nhớ đến một cái nghiệp gì đấy, một cái hành động tạo nghiệp gì đấy. Và lúc đấy cái hành động đấy mình sẽ thấy được, mình sẽ thấy được cái nghiệp mà mình đã làm ở trong quá khứ là nghiệp gì để mình có được cái sắc thân như bây giờ. Thì cái giai đoạn này thì quan sát đến cái duyên mà sinh ra sắc, cái nhân duyên sinh ra sắc, mình sẽ thấy được một số những cái hành động mà mình đã làm ở trong kiếp trước. Và mình biết được kiếp trước mình là ai, mình là cái loài nào sinh về cái cõi này. Quan sát cái nghiệp cận tử, quan sát cái phiền não luôn ở lúc cận tử, gồm có vô minh, tham ái, chấp thủ, hành và nghiệp. Vì nó mới quan sát được cái phiền não luôn của cái lúc cận tử này. Và bắt đầu mới quan sát được cái nhân mà nó sinh ra cái sắc. Vô minh sinh thì sắc nghiệp sinh, vô minh là nhân, sắc là quả, tham ái sinh, sắc nghiệp sinh, tham ái là nhân, sắc là quả, chấp thủ sinh, sắc nghiệp sinh, chấp thủ là nhân, sắc là quả, hành. Tức là trong cái lúc mà cận tử ấy là mình đang có một cái hành động, mình đang làm một cái gì đó, thì đó là hành. Và cái hành ấy nó để lại nghiệp. Và cái lúc mà cận tử đấy, cái tâm của mình nó sẽ khởi lên một cái ước muốn đi tái sinh. Thì lúc đấy mình mà sinh lại làm người là do nó có cái tâm của mình nó tham ái, dính mắc với cõi người, cho nên bây giờ mình mới sinh làm người. Nếu như cái lúc cận tử ở kiếp trước ấy, mình nghĩ là mong sao tôi sinh về cõi thiên giới, thì bây giờ mình đã ở trên trời rồi. Cái tâm nó tham ái, nó dính mắc với cái gì thì nó sẽ sinh về cái đấy.
Nhưng mà cái lúc cận tử với mình mà khởi lên cái tâm bất thiện một cái thì mình sẽ rơi xuống cái cõi khổ. Ví dụ như lúc đấy mình mà khởi lên một cái tâm sân thì mình rơi vào địa ngục, khởi lên một cái tâm tham ái dính mắc đó, có thể mình sẽ làm ngạ quỷ. Mình có thể khởi lên một cái tâm si mê tà kiến nào đấy, có thể mình sẽ làm súc sinh. Nhưng mà được sinh lại làm người cũng là một cái may. Còn đến cái lúc đấy là mình cũng có cái thiện nghiệp tốt, nhưng mà mình dính mắc với cõi người cho nên mình sinh lại làm người. Nhưng mà cũng có những cái người thì phát nguyện được sinh lại làm người để tạo nhiều cái thiện nghiệp để chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái nhân sinh ra sắc, đó là vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp, nhân quá khứ. Còn cái nhân hiện tại, nhân hiện tại là mình hướng tâm xuống dưới ý môn. Ý môn như là ý mong, ý môn. Ý môn tức là hướng tâm trái tim ấy. Trái tim là ý môn. Cử động ngón tay ngay lập tức sẽ thấy vô số các cảm cập sắc ra tâm sinh xuất hiện khắp toàn thân và sáu căn. Thì cái tâm của mình nó sinh ra sắc liên tục. Tâm ở ý môn nó sinh ra sắc liên tục. Mình muốn thấy được điều đó, nhưng mình hướng tâm trái tim mình mỗi mỗi cánh tay, cái ngón tay cả. Mình thấy các cái hạt sắc nó sinh ra, nó lan tỏa khắp toàn thân. Muốn thấy được sắc thời tiết sinh ra từ hỏa đại trong các tầng hợp sắc. Các cái sắc nó có cái yếu tố đất nước lửa gió, mình nhìn vào cái tính lửa ấy, nó sẽ thấy nó sinh ra các thế hệ. Sắc nghiệp sinh ra 5 thế hệ, sắc tâm sinh ra 3 thế hệ, sắc vật thực sinh ra 3 thế hệ của cái hỏa đại. Sắc do vật thực ấy, còn muốn thấy được sắc do vật thực ấy thì mình phân biệt tứ đại và thức ăn. Cái lúc đấy mình chọn cái miếng cơm vào trong bụng và vào trong miệng ấy, xong rồi mình phân biệt tứ đại ở đấy. Rồi mình sẽ thấy cái miếng cơm ấy nó rơi xuống bao tử một cái, nó đập vào cái hỏa đại của sắc mạng căn một cái, vậy là nó biến thành các cái dưỡng chất. Cái dưỡng chất này nó lan tỏa khắp toàn thân sáu căn. Khi mà sắc gặp sắc nghiệp thì nó sinh ra 5 thế hệ, gặp sắc tâm sinh nó sinh ra 3 thế hệ, gặp sắc vật thực thì nó sinh ra 12 thế hệ. Thế này là nó nuôi dưỡng sắc, thế là sắc vật thực. Rồi bây giờ vấn đề là tóc nông móng trăng da thịt gân xương tủy thận 32 thân phận này thì nó thuộc về sắc gì? Bây giờ mình về tóc của mình nó là sắc gì? Trên tóc mình nó là sắc gì? Nó có phải là sắc thân không? Tóc nông móng răng ra thì trong bằng này sắc ấy, ví dụ như tóc của mình nó cũng như là nó là thân, thì trên thân mình có bao nhiêu sắc? Trên thân mình có 53 sắc này, thì ở tóc này nó có bao nhiêu sắc? Nó cũng có 53 sắc. Vậy thì thân, tóc là một phần của thân. Trên thân có bao nhiêu sắc thì ở tóc có bao nhiêu sắc. Nông cũng thế, móng cũng thế, răng, da, thịt, gân, xương, tủy thận ấy, thì nó cũng đều có những cái sắc như vậy. Nhưng mà phân này thì nó có phải là thân không? Phân phân nó không phải là thân nữa. Phân này thì lúc ấy nó tách rời ra khỏi thân này. Ví dụ trên phân này nó cũng giống như là cái thức ăn ăn ra, và cái này nó chỉ là cái thức ăn nó chưa ra thôi. Cái vật thực ra tiêu hóa nó sẽ ra ngoài, nó không còn là thân mình nữa, và lúc đấy nó chỉ có cái sắc cho thời tiết thôi. Nó còn ở trong nhưng nó cũng là một cái loài, nó không có gắn liền với thân mình. Mủ cũng thế. Mủ thì nó cũng là sắc do thời tiết sinh, thì nó không phải là có một số sắc ạ. Nước tiểu nó cũng là thế, nó cũng là sắc do thời tiết sinh, nó không có cái, nó không phải, nó không liên quan đến thân mình. Có ba thứ đó là một cái bốn thứ đó là vật thực, thức ăn mình ăn vào trong bụng ấy, thì nó cũng là sắc do thời tiết sinh. Khi nó thành phân nó cũng là sắc thời tiết sinh. Mủ là cái máu thối, sắc thời tiết sinh, và nước tiểu sắc thời tiết sinh. Còn lại mà là nước bọt, nước mắt, mồ hôi thì những cái đấy thì nó có hai loại sắc, là sắc do thời tiết sinh và sắc do tâm sinh.
tóc lông móng răng da thịt gan xương tủy thận tim gan nát lách của nội mạng này, vật thực phẩm ngủ nước tiểu này, là sắc thể thiết sinh có 8 sắc không? Nước mắt, nước mũi, nước miệng, nước khớp xương, à, nước miếng là cái sắc do tâm sinh cộng với thời tiết sinh. Cái này nó có 16 sắc, trên này nó có 8 sắc. Phân biệt sắc là vì mình khám phá ra cái thân của mình này. Thân của mình xem nó có đáng yêu không này? Nó có đáng quý không này? Nó có đẹp không này? Nó có thanh tịnh không này? Rồi, thế nào là tính vô ngã của sắc? Bây giờ mới là cái vấn đề mà Đức Phật đã dạy, sắc này là vô ngã. Muốn thấy được cái vô ngã của sắc phải trải qua một cái giai đoạn công phu như vậy, phân tích chi tiết từng tí một, từng loại sắc của các căn một. Sau đó mới thấy được sự vô ngã của sắc. Sắc có tính sinh diệt không ngừng nghỉ, sinh diệt theo sắc đa này. Vì sắc sinh nhân rồi diệt đi nên nó vô thường, cái gì vô thường thì là khổ, cái gì khổ thì là vô ngã. Vì vậy sắc không phải là ta, sắc không phải của ta, sắc không phải tự ngã của ta. Đấy là nó sinh, mình một người quan sát theo cái sự sinh diệt của sắc theo sát na là như vậy. Sắc nó sinh nên diệt đi liên tục liên tục, một cái búng bóng tay thôi, một cái bảy ngón tay thế này thôi mà sắc nó đã sinh diệt thường triệu triệu lần rồi. Nó nhanh như vậy, nó nhanh như thế nên là cái tâm bình thường mình không có thấy được, mình có cái định thì mình mới thấy được. Sinh diệt theo nhân duyên, vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp, diệt thì sắc diệt. Vô minh sinh thì sắc sinh, vô minh diệt thì sắc diệt. Theo cái nhân duyên thì như vậy. Vì vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp kia nó cũng là tâm, vì nó sinh lên rồi nó diệt đi thì cũng như thế thôi, thì sắc nó cũng vậy, nó cũng sinh lên rồi nó diệt đi. Nhân sinh thì quả sinh, nhân diệt thì quả diệt mà. Sinh lên diệt đi nên vô thường, chịu sự bức bách của vô thường nên sắc là khổ, vì vô thường khổ nên sắc là vô ngã. Vẫn sắc không phải là ta, sắc không phải của ta, sắc không phải tự ngã của ta. Nếu một người có thể quan sát cái sự sinh diệt theo cái pháp quán duyên khởi, pháp quán nhân duyên để tính, để thấy được cái sự vô ngã của sắc. Như vậy quán tất cả sắc ở 14 cách, sắc ở quá khứ, sắc hiện tại, sắc ở tương lai, sắc bên trong, sắc bên ngoài, sắc thô, sắc tê, sắc cao thượng, sắc hạ niệm, sắc ở xa, sắc ở gần. Tất cả sắc đây đều là vô thường, là khổ, là vô ngã. Theo 11 cách quan sát. Tiếp theo 11 sắc đó như thế nào? Tại sao phải quan sát theo 11 cách? Vấn đề là sắc quá khứ, là sắc ở quá khứ ở kiếp này và ở nhiều kiếp trước. Có thể là mình không ưa thích cái sắc hiện tại nhưng mà mình vẫn dính mắc với sắc ở quá khứ. Có thể là bây giờ mình có cái thân này mình không có ưa nhưng mà trong nhiều kiếp trước mình sinh làm chư thiên, phạm thiên, mình rất là tham ái với cái sắc cao thượng đấy. Thì bây giờ mình cũng phải quan để mình nhàm chán. Sắc ở tương lai là cái sắc ở tương lai ở kiếp này hoặc kiếp sau. Có thể là mình sẽ hy vọng là tương lai mình sẽ tốt, có được cái thân tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Có thể mình tham ái cái mà nó chưa đến. Rồi là mình cũng sẽ bị dính mắc và mình phải quán cả sắc ở tương lai để nhàm chán. Thì với một cái người mà phân biệt được tứ đại, mình cũng quán được tương lai. Ví dụ mình sẽ quán mình còn sống bao nhiêu tuổi nữa. Mình cho cái tâm của mình nó nương vào cái sắc trái tim và nó hướng về tương lai. Mình quan sát một năm sau thì sắc này nó như thế nào, 5 năm sau cái sắc này nó như thế nào, 10 năm sau, 20 năm sau. Và lúc nào mà mình thấy nó không còn sắc nữa là lúc đấy mình đi đến cái giai đoạn chết, là mình sẽ biết là mình sống được bao nhiêu tuổi nữa. Thì cái hành thiền tứ đại này không những mình thấy được hiện tại mà mình còn thấy được cả quá khứ, mình còn thấy được cả tương lai. Mình còn, nếu mà mình hành kỹ ra nữa, mình còn biết được chính xác là cái năm tháng ngày giờ mình chết luôn. Cũng là mình nương vào cái tứ đại này, cái thiền tứ đại. Cho nên cái thiền tứ đại này rất là thâm sâu, sâu sắc là như vậy. Sắc ở tương lai, mình quán cả tương lai. Không những nó thấy được tương lai ở kiếp này đâu, mà nó còn thấy được tương lai kiếp sau. Bây giờ mình muốn biết là kiếp sau mình sẽ sinh về đâu,
mình cứ nương theo cái sắc trái tim, danh sắc trái tim, mình có thể hướng về được tương lai, mình biết được cả kiếp sau của mình để sinh về đâu đó. Đấy là mình quán được cả cái kiếp tương lai đó, để mình cắt đứt cả cái tham ái đối với cái tương lai đấy nữa. Thì đấy là quan sát ở tương lai. Sắc bên trong thân này, sắc bên ngoài là người khác. Sắc thô là những sắc hiện độ dễ thấy, sắc tế là những sắc mờ khó thấy. Sắc cao thượng là sắc sinh ra từ thiện nghiệp, sắc hạ nhiệt là sắc sinh ra từ bất thiện nghiệp. Cho nên là cái người nào mà càng có cái thiện nghiệp càng nhiều thì cái sắc nó càng cao thượng. Ví dụ như là cao thượng như là người đó có sức khỏe tốt, hay là có cái sắc thân nó xinh đẹp, nó cũng là cái do cái thiện nghiệp. Sắc hạ nhiệt là do cái bất thiện nghiệp, nó là cái sắc xấu xí hoặc là sắc yếu ớt, thì nó cũng là sắc hạ nhiệt. Cho nên là cái chúng sinh càng cao thượng thì cái sắc nó lại càng, nó càng càng quý. Như là chư thiên thì sắc rất là đẹp, phạm thiên thì sắc lại còn đẹp hơn chư thiên. Đấy, nhưng mà được sinh ra làm người thì cũng đẹp hơn mấy con trâu bò, cũng đẹp hơn thì nó vẫn cao thượng hơn cái loài kia, mà cái phước của nó ít hơn thì nó sinh vào những cái, sinh vào những cái chúng sinh thấp kém thì cái sắc nó xấu hơn. Đấy, nhưng mà cái sắc ngã quỷ thì nó cũng cực xấu. Ví dụ ngã quỷ nó cũng có thể nó có cái thân người nhưng mà nó đen đúa, nó xấu xí, mặt mũi nhăn nhó, cái đầu trâu mặt ngựa đấy. Cái sắc ấy cũng là sắc sinh ra từ những cái nghiệp bất thiện nên nó rất là xấu, rất là hạ nhiệt. Sắc sinh ra từ những cái nghiệp thiện thì nó rất là cao thượng hơn. Sắc ở xa bao gồm sắc bên ngoài, sắc khó thấy, sắc quá khứ tương lai, sắc ở gần là sắc hiện tại, sắc dễ thấy, sắc cao thượng. Đấy là gọi là sắc xa, sắc gần. Tất cả sắc ấy cần được tuệ chi như thực với chánh trí, rằng sắc này không phải là ta, sắc này không phải của ta, sắc này không phải tự ngã của ta. Quán theo người một cách như vậy để nhàm chán ly tham đối với tất cả sắc ở quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong, bên ngoài, cao thượng, hạ nhiệt, thô tế, xa gần. Nhàm chán ly tham đi đến đoạn diệt, từ bỏ hướng đến chánh trí và hướng đến chứng ngộ niết bàn. Quán sắc như vậy. Chứ bây giờ cái tham ái với sắc nó khủng khiếp lắm. Không quán như vậy không có ni được cái tham ái với sắc. Tình mạc với sắc là cứ trong luân hồi mãi. Nhàm chán được sắc thì mới hết được luân hồi. Thế nào là nhàm chán? Ni tham đoạn duyệt, từ bỏ chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Nhàm chán đấy. Nhàm chán là nhàm chán sắc. Ni tham là hết tham ái chấp thủ với sắc. Đoạn diệt là diệt trừ phiền não vì sắc. Từ bỏ là từ bỏ các hành tạo nghiệp vì sắc. Chánh trí là giác ngộ các sự thật, chứng ngộ niết bàn là chấm dứt tử sinh. Nhàm chán sắc. Còn bình thường thì ưa thích sắc, tham đắm với sắc, vậy sinh ra phiền não cũng vì sắc. Đấy, từ bỏ các hành, mình tạo các cái ác nghiệp thiện nghiệp cũng vì sắc. Đấy, mình ngu si cũng vì sắc, mình chìm đắm ở trong sinh tử cũng vì sắc, có phải vậy không? Còn bây giờ cái pháp mà Đức Phật dạy là cái mà mình ưa thích thì bây giờ phải nhàm chán, cái mình tham đắm thì bây giờ phải từ bỏ. Cái mà vì cái đấy mà sinh ra phiền não thì bây giờ mình dứt bỏ ấy. Đoạn diệt thôi, đoạn diệt phiền não vì sắc đấy, từ bỏ các cái tạo nghiệp vì sắc đấy, chân trí giác ngộ các sự thật. Bây giờ thì hỏi tiếp, người có sắc đẹp, người có sắc xấu, người có sắc mạnh khỏe, người có sắc yếu ớt, đó là do nhân quá khứ hay do nhân hiện tại? Do nhân nào mà bây giờ có người đẹp, có người xấu, có người khỏe, có người yếu? Đấy là cái sắc của mình, có phải không? Sắc đẹp, sắc xấu, sắc... ai mà chẳng thích sắc đẹp, ai thích sắc xấu không? Ai mà thích bị xấu? Ai mà chẳng muốn mạnh khỏe, có ai muốn yếu ớt đâu, khổ đau không? Yếu ớt, bệnh tật không? Không muốn, nhưng mà cái đó là do cái gì mà nó lại có người thế? Nó có hai nhân nhá, không phải là do một nhân. Nhưng lúc ấy mình học sắc do nghiệp, có sắc thì do cái nghiệp của quá khứ nó sinh, có sắc do hiện tại sinh ấy. Có nhân là quá khứ và có nhân hiện tại nó sinh ra sắc ấy. Thì bây giờ mình cái người đẹp, người khỏe nó cũng phải do cả hai chứ. Người có sắc đẹp là do sao? Nhân quá khứ là phước thiện đi kèm với tâm từ bi xả thân. Nhân hiện tại là biết cách chăm sóc bảo vệ giữ gìn sắc, cái là người biết trang điểm. Chứ bây giờ mình sinh ra mình cũng đẹp,
Nhưng mà bây giờ mình bôi như cho chăn trấu lên trên mặt thế thì nó còn đẹp nữa không? Nó không đẹp nữa. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ đánh phấn này, để cài châm, cài vàng bạc châu báu lên đấy. Xấu xí nhưng mình vẫn có thể làm nó thành đẹp được. Đấy là cái đẹp đấy, nó là một phần của hiện tại nữa, một phần hiện tại. Nên là có người bảo là không có người nào là xấu cả, chỉ người không biết làm đẹp mà thôi. Cái đấy là nhân hiện tại, còn có người có sắc đẹp trung bình, nhân quá khứ làm phước đi kèm với sân tật là thối, nhưng nhân hiện tại thường biết chăm sóc. Tức là có thể là cái nhân quá khứ mình không có cái nhân tốt, nhưng mà ở hiện tại mình biết làm đẹp thì nó tăng ra được cái sắc trung bình. Nhân quá khứ làm phước với từ tâm, hoặc hiện tại mình không biết chăm sóc thì nó chỉ có cái sắc trung bình vậy thôi. Có người có sắc xấu xí thì làm sao? Nhân quá khứ làm phước đi kèm với sân tật lẫn hối, nhân hiện tại không biết chăm sóc sắc nữa. Có cả hai cái, quá khứ thì cũng không có mà hiện tại cũng không nữa, thì nó sẽ cực xấu. Còn người có sức khỏe tốt, nhân quá khứ tận tâm phục vụ và nhân hiện tại thường chăm sóc rèn luyện sức khỏe. Có phải là bây giờ có những người lúc mới sinh ra, lúc còn trẻ mình rất là khỏe, nhưng mà do mình không có chăm sóc, không có rèn luyện thì mình có khỏe được không? Cũng không khỏe được, vì mình không có cái nhân hiện tại. Sắc nó phải được sinh ra từ cả hai, cả quá khứ và hiện tại thì nó mới tốt được. Người có sức khỏe trung bình là nhân quá khứ phục vụ chu đáo, nhưng mà nhân hiện tại chăm sóc rèn luyện sức khỏe, hoặc là phục vụ không chu đáo, hoặc phục vụ chu đáo mà không chăm sóc rèn luyện, thì đấy là nó có cái sức khỏe trung bình. Lúc nào cái lúc mà mình mới sinh ra mình khỏe mạnh hay là ốm yếu, là cái lúc mới sinh ra mà khỏe mạnh là do cái nhân quá khứ của mình tốt. Nhưng mà lớn lên rồi mình còn khỏe mạnh đúng không? Đấy là do hiện tại, do mình lười không bị rèn luyện. Thì còn có người thì lúc mới sinh ra thì yếu đuối, nhưng mà do cái người đó thấy mình yếu nên là bị dùng nhiều thuốc bổ, tẩm bổ nhiều ấy, nên bây giờ nó béo phì rồi. Nên là cái béo phì là do hiện tại. Người có sức khỏe yếu là nhân quá khứ phục vụ không tận tâm và nhân hiện tại không chăm sóc rèn luyện. Nếu ai muốn sức khỏe tốt thì phải chịu khó vào trong bếp phục vụ cho mọi người ăn cho có sức khỏe. Cái đấy là phục vụ ấy. Sau này tin không bao giờ có cái bệnh nào nữa. Ngày xưa có thời Đức Phật có một vị mà vị sống được tới 160 tuổi, mà trong suốt 160 năm đấy không bao giờ có một chút bệnh nào. Tôn giả Bạc Câu Đa, trong kinh Trung Bộ có cái kinh Tôn giả Bạc Câu La này. Đấy, trong suốt, và được Đức Phật phải xác nhận cho đây là một cái vị mà có sức khỏe đệ nhất. Sức khỏe đệ nhất của Đức Phật, rồi không bao giờ có một chút bệnh nào, không bao giờ dùng đến thuốc thang, chưa bao giờ nhờ đến ai phục vụ về thuốc thang hết, không bao giờ cảm mạo, không bao giờ có một cái bệnh gì về thân thể suốt cả cuộc đời ấy, và suốt 160 tuổi đấy. Thì Đức Phật quan sát thì biết là quá khứ cái vị này là một cái vị thầy thuốc và đã chữa bệnh cho một vị Phật. Nên có cái nhân như thế đã phục vụ chữa bệnh cho một vị Phật, thì trong cái lúc chữa bệnh cái vị này nguyện là mong sao cho khi đời đời kiếp kiếp con sinh ra đều có thân mạnh khỏe, và sau này trong giáo pháp của vị Phật tương lai thì con sẽ là một cái người có cái sức khỏe đệ nhất, không bao giờ ốm đau. Thì cái lời nguyện đấy cộng với cái phước mà vị đó đã tạo và cái nó thành tựu, thì là trong suốt cái kiếp sống cuối cùng đấy vị đó không bao giờ có một chút bệnh đâu. Người có sắc đẹp mà không có trí tuệ, người có sắc đẹp, người có sắc không đẹp mà lại có trí tuệ, người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ, người vừa không có sắc đẹp vừa không có trí tuệ là do nguyên nhân gì?
Bây giờ có hai loại đẹp, một là đẹp thân và hai là đẹp tâm, thì mình thích đẹp cái gì? Mình thích cái đẹp gì? Mình thích cái đẹp thân hay thích cái đẹp tâm? Mà có người mà đẹp cả hai, có người thì chỉ được một thôi, mà có người lại không được gì cả, nên làm sao? Tại sao? Nguyên nhân gì? Lý do gì? Anh xem cái nguyên nhân nha. Nhân này, người có sắc đẹp mà không có trí tuệ là do tạo phước đi kèm với tâm từ nhưng lại không tạo phước trí. Tức là mình có cái phước, tức là cái lúc mình thấy người khác khổ đau mình cũng thương, mình cũng giúp đỡ, mình cũng bố thí, mình cũng phục vụ, nhưng mà mình lại không có chịu đi nghe pháp, không chịu hành thiền. Tức là mình chỉ tạo những cái phước về vật, nhưng mà mình không tạo phước thí, mình không có chịu tụng kinh, không nghe pháp, không hành thiền, không tu tập về tâm, thì cái tâm nó cứ nhiễm ô, nó đầy dẫy những tham sân si do mình tạo cái phước bên ngoài. Thì cái phước vật đấy thì nó chỉ khi nó trổ quả, nó chỉ có tạo, thì mình nó chỉ có tác động đến cái vật chất thôi, cái thân thể vật chất, mà nó không tác động đến trí tuệ. Ví dụ như mấy Phật tử ở chùa Phụng Minh ra chịu khó lao động nhưng mà không có chịu tu tập ấy, thì sau này nó có cái quả này này, có sắc mà không có tuệ, không có trí này. Còn người có tuệ mà không có sắc là sao? Là do tạo phước trí nhưng lại không có tạo những cái từ tâm và tạo những cái phước về vật khác ấy. Đó là mà tôi chỉ có đi học pháp chứ chỉ có nghe thiền, tôi chỉ có hành thiền với nghe pháp, học cái tôi không có làm gì hết, không giúp ai, không có gì hết, ai muốn làm gì cứ mặc kệ, tôi chỉ lo việc của tôi thôi. Thì sau này cái người đấy rất là thông minh nhưng mà lại xấu, tại vì không có phục vụ ai, không có làm được cái giúp đỡ ai cái gì cả. Cho nên là có người có phước tuệ mà không có cái phước về cái sắc vật chất như vậy. Người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ là do tạo phước đi với từ tâm, và tức là mình vừa có tâm từ bi lại vừa có cái trí tuệ. Tức là cái người đó vừa biết làm phước thiện vừa biết tu tập về tâm, tức là phải biết cả hai. Người vừa không có sắc đẹp vừa không có trí tuệ là ra không tạo phước với từ tâm mà cũng không tạo phước trí. Tức là cái người này không có tu tập mà cũng không có làm phước gì hết, sống chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết hưởng thụ được càng nhiều càng tốt, thì cái đời sau sinh ra vừa ngu dốt này còn vừa xấu xí. Thế nào là phước với từ tâm, còn thế nào là phước trí? Làm phước với từ tâm này, phước với tâm từ là khi mình tạo các cái phước thiện luôn đi kèm với tâm hoan hỷ và lòng từ ái. Thì bây giờ mình làm cái việc gì đó với cái tâm từ ái hoan hỷ với cái tâm từ ái luôn luôn. Chứ còn mình làm mình cứ cáu gắt, làm giúp ai gì, mắng người ta te tua thì nó còn biết tâm từ đâu, không còn tâm từ đâu. Giúp người ta một tí là mai chửi mắng người ta ầm ĩ lên. Mày nhớ cái nó làm cho mày thế này, làm cho cái kia, giúp mày cái này, còn nhớ quên ơn đấy, mắng chửi thì nó không phải là làm phước với tâm từ mà làm phước với tâm sân. Còn làm phước với tâm từ thì với cái tâm luôn luôn hoan hỉ. Làm phước trí là siêng năng trao dồi trí tuệ, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái phước trí là cái người siêng năng học, nghe pháp, tư duy về giáo pháp và tu về thiền, thì đấy là phước trí. Người nào cũng ngồi thiền là cái phước trí cao nhất. Người có sắc đẹp mà có ít tài sản, người có sắc đẹp mà không có nhiều tài sản. Mà có nhiều tài sản, người vừa có sắc đẹp vừa có nhiều tài sản, người vừa không có sắc đẹp vừa không có những tài sản là do nguyên nhân gì? Đây còn một vấn đề này nữa, sắc đẹp này còn phải đi với tài sản đấy chứ. Sắc đẹp mà không có tài sản là do tu tập nhưng không siêng tạo phước, chỉ có chăm tu giới định tuệ mới tạo phước. Không có sắc đẹp nhưng có tài sản là do làm phước nhưng mà không lo tu tập.
có sắc đẹp, có tài sản là được cả hai. Mặc dù mà tu tập cũng không quên làm phước, không có sắc đẹp cũng không có tài sản là do mình không tu tập cũng không chịu làm phước. Thì bây giờ mình là người như thế nào tự biết rồi gì? Trong tương lai mình là người như thế nào bây giờ mình cũng tự biết, có phải không? Thì bây giờ mình muốn trong tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào, thì bây giờ mình sẽ chủ động tạo nhân như thế nào thì tương lai mình sẽ như thế. Hiện tại mình như thế nào là do quá khứ mình đã tạo nhân như vậy, bây giờ mình như vậy. Điều nó có nhân, mọi thứ nó có nhân có quả ấy. Cái gì khiến cho chúng sinh tham ái sâu nặng nhất? Có biết là có cái gì mà nó khiến cho chúng sinh tham ái nhất không? Vàng, mình có tham ái với vàng nhất không? Chưa chắc cả. Tiền, mình có tham ái với tiền nhất không? Không, phải tham ái với cái gì nhất? Đấy. Bây giờ mình có bệnh thì mình có bao nhiêu vàng cũng phải bỏ ra để chữa bệnh phải không? Bao nhiêu tiền bỏ là chữa bệnh có tiếc không? Vậy cái gì là quan trọng nhất? Cái thân là quan trọng nhất phải không? Cái thân mình là quan trọng, sắc là cái khiến cho chúng sinh tham ái nhất. Đấy là bao gồm cả 11 loại sắc ấy. Trong bên ngoài quá khứ vị lai hiện tại ấy, thu tế niệt cao thượng ấy. Thì nó gồm cái thân này là cái mà tham ái nhất, không có cái gì mà tham ái hơn được cái sắc. Cho nên là Đức Phật đã bảo nếu bây giờ nó có một cái mà nó có cái sự hấp dẫn bằng sắc thì còn ai chịu nổi thế gian này nữa không? Thì không ai có thể giác ngộ được nữa. Nếu mà trên thế gian này nó có hai cái nó có cái sức hấp dẫn như sắc thì trên thế gian này không ai có thể tu phạm hạnh và không ai có thể giác ngộ được. Nhưng mà may là chỉ có một cái nguy hiểm này thôi, cho nên là phải hành thiện tứ đại để diệt trừ nó đi thì sẽ chứng được niết bàn. Cái gì ngự trị và chi phối tâm trí của người đàn ông nhiều nhất? Sắc của ai? Sắc của người đàn bà, phải không? Cái gì nó ngự trị và chi phối tâm trí của người đàn bà nhiều nhất? Sắc của người đàn ông, đúng không? Vậy thì sắc là tịnh hay bất tịnh? 32 thị trường mình thấy sắc là tịnh hay bất tịnh? Sắc là quần gây gớm, sắc là bất tịnh. Sắc là bất tịnh. Tại sao sắc lại bất tịnh? Vì sắc hôi tanh, xú uế. Tại sao chúng sinh lại tham đắm với cái hôi tanh bất tịnh đó? Tại sao mình lại tham đắm cái hôi tanh bất tịnh này? Vì chúng sinh bị chi phối bởi cái tưởng điên đảo. Chính cái tưởng điên đảo, cái tưởng điên đảo nó làm cho mình bị chi phối, bị điên đảo như vậy. Chứ mình mà thấy được nó bất tịnh, mình thấy được nó vô thường, mình thấy được nó là vô ngã thì mình đâu có điên đảo như vậy. Thế nào là tưởng điên đảo? Cái vô thường này tưởng là thường. Cái sắc này nó là thường hay vô thường? Nó là vô thường nhưng mà mình tưởng nó là thường. Tức là mình không thấy được cái sinh lên và diệt đi của nó nên mình tưởng nó là thường. Cái khổ lại tưởng là lạc. Cái sắc này là khổ hay là lạc? Khổ mà mình lại tưởng nó là vui. Cái này là ngã hay vô ngã? Thì cái sắc nó là vô ngã, mình tưởng nó có ngã. Sắc này là tịnh hay bất tịnh? Cái sắc này là bất tịnh nhưng mà mình lại tưởng nó là thanh tịnh. Mình tưởng lầm, lầm tưởng. Vì chúng sinh mới sinh ra cái tham đắm chấp trước sắc là ta, sắc là của ta, sắc là tự ngã của ta, đó chỉ là cái điên đảo tưởng. Thì cái đấy nó là cái điên đảo tưởng mình chấp vào. Còn những cái phân biệt sắc là để mình giác ngộ. Muốn hết điên đảo tưởng thì phải làm gì? Hết được điên đảo tưởng thì phải thực hành thiền minh sát để phân biệt được sắc, để phân biệt được nhân sinh ra sắc, để phân biệt được sự vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của sắc. Phải diệt trừ tham ái đối với sắc thì sẽ hết điên đảo tưởng.
tức là tu tập cái pháp thiền tứ đại này là để thế, để mình phân tích là được. Đây là sắc, đây là nhân sinh ra sắc, đây là sự đoạn diệt vô thường khổ vô ngã của sắc. Do mình quán chiếu được như thế, mình nhàm chán đối với sắc, đoạn trừ được tham ái, là mình nhàm chán ni tham, đoạn diệt từ bỏ chánh trí chứng ngộ niết bàn, nó sẽ hết được cái tưởng điên đảo, và lúc ấy nó sẽ thành được cái trí tuệ giác ngộ. Từ cái tưởng điên đảo này nó trở thành trí tuệ giác ngộ. Thì đấy là cái sự quán chiếu, cái sự thực hành cuối cùng là mình phải tu tập để mà đạt được cái sự như thế, từ cái tưởng thành cái trí. 32 thể chưa kết thúc cái sắc gì hết, đến đây là hết. Bài sau mình học về thọ ha, năm uẩn, học cho nó thấu đáo, cho nó hiểu rõ từng uẩn một, sau đó thì giác ngộ ra được.